dẫu ở đâu con cũng sẽ về, về đem hết chuyện kể ba nghe. Đêm giao thừa vô bếp với mẹ, Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con yêu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Bởi con yêu Tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà. Nhiều cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Hãy subscribe.